Nắng quá nắng ấy. Tính ra mùa nắng chuối nó cũng không có mà ăn luôn ta. Mùa hình này như là có trái nào là quất trái đó, trái nào là quất trái đó. Chuối này là ăn nó là nó bổ lắm này. Lại mình ăn những người mà thí dụ như là ông bị như gọi vấn đề mà gọi là cái gì mà mặt đỏ mà đít đít chu gì đó. Mặt đỏ lưng gù đít có đuôi. Đó. Là ăn cái này cũng tốt lắm nè. Nói chung ăn trái cây là tốt ạ. Nó dễ đi 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 ngoài á. Mà sao để chín rồi ăn. Sợ xanh lè xanh lét mà. Thì bởi tôi nói là ra ngoài chợ giờ mà kiếm một cái nhánh chuối mà gọi là để mà mua ăn liền khó sợ. Có nhiều ăn hết nhiều rồi mà. Đó anh thử bây giờ mua, bà nói là không mua thì hết bữa ra nó cũng vậy thôi. Chứ bây giờ chỉ cần có nhánh nào mà nó hơi chín hường 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 cái là lấy hết à? Người ta lấy hết rồi. Bây giờ nếu mà con không lấy á thì có thể là ngày mai con ra cũng không có đâu. Mà có phải rẻ đâu. Mà khi là nhánh này không biết nhiêu tiền không? Mùa mưa á là nó trị giá nó còn là 5.000 ký. Đó, bây giờ nhiêu không? 15.000 ký. Thì đúng rồi. Nhánh này có 1.5 ký biết nhiêu tiền? 20.000. Bán rẻ đó. Mà còn xanh. Còn xanh thì mình săn luộc đi. Nghĩ chứ chuối này mình luộc. Chuối này là chỉ có ăn xanh ở trong chín thôi. Chuối luộc là chỉ có chuối chuối sứ nè. Chuối sứ là chuối Đồng Nai á. Chuối sứ với chuối chuối sáp. Chuối sáp. Ừ. Phải luộc thôi chứ còn chuối này là đợi chín mới ăn được. Chuối này luộc ăn nhức nách luôn. Nhưng mà luộc theo cái kiểu khác. Chuối nào luộc cũng được á, chuối xanh chúng ta luộc lên ăn rất là ngon. Nhưng mà chia sẻ cho anh là một cái muối chấm chấm chuối luộc nó hợp, mà nó hợp thì thôi luôn, nó hợp giống như là bánh mì, nó hợp với pate. Bánh mì thì thiếu pate không được đúng không? Đúng rồi, giống như đàn ông mà không có máu dê thì coi như là chết. Nó hợp, ý nó hợp kiểu đó đó, hợp giống như là đàn ông là phải có đàn bà, bà là phải có đàn ông, hai người kết hợp với nhau mới ra một người con được. Liên quan gì tới đàn bà phụ nữ đàn ông đây thì sao? Giống như nó hợp với nhau đó. Đúng chứ đàn ông ở không không có đàn bà thì cũng vậy, đàn bà ở không có đàn ông thì làm việc nặng thì ai bưng, đúng không? Nên cho nên là chuối thì chuối nào luộc cũng được hết. Hồi xưa chúng ta luộc là luộc chuối sứ nè, luộc chuối sáp nè, nhưng mà hôm nay em chia sẻ mọi người là chuối nào cũng luộc được hết, miễn sao chuối đó mọi người ăn được. Em chia sẻ cho mọi người một cái muối chấm chuối luộc là ăn là nó hợp kinh khủng luôn. Bây giờ chị đi, tôi nghe thì nghe cái miệng ông từ xưa đến giờ anh cũng... không tin thì anh luộc một nửa khúc thôi. Đâu nửa khúc, luộc hai trái thôi. Luộc hai trái thôi, tại vì hồi đó giờ tôi nghe ông có một lần là ông nhớ cái vụ mà gọi là đi cua gái mà không sợ bị quýnh á. Nhớ không, ông nói là cứ tới thấy gái đẹp nó chịu ở chỗ là ông rờ nó đã chịu. Ông rờ, có nói rờ, ông rờ có chỗ nào chứ rờ lung tung thì tôi nghĩ là ông nói là đúng, cái là phụ nữ mà nếu mà dạng chỉ cần một đàn ông rờ tới dù cho nó không chịu, chỉ rờ tới là nó chịu. Ông nhớ cái bữa hổm mà nó tát về mà cái răng của tôi nó bị kiểu mà nó hơi bị lung lay không? Cái con nó tát á. Thì không xi nhê gì tôi á, biết không? Cây guốc á. À lấy guốc tát thì đúng rồi. Cây guốc tát đó. Em tưởng lấy cái tay tát thì có sức nó mà sức lực sĩ. Thay vì ông lấy cái bàn tay ông tát là nghe cái pét. Đúng không? Nhưng mà cái này nghe cái cốc. Mày gãy răng là đúng rồi. Đó. Đúng. Anh cứ yên tâm đi, ăn luộc hai trái đi. Rồi chút sau mình ra mình làm cho anh, em làm cho anh một cái chén muối. Ok. Nhấc nát luôn. Ok. Vừa phá miếng chanh rồi. Chanh mùa này không có nước. Không có nước mà lại mắc. Không nước mà mắc. Mình vắt gọi là vắt chanh bỏ vỏ luôn nha. Bỏ này vô đúng không? Cho vô, mùi luộc đi. Chuối xanh đó nha. Rồi, okay, thử hai trái nè. Ok, bắt đầu là muối nè. Em sẽ chia sẻ mọi người cách giả muối chấm chuối luộc rất là hợp luôn. Đầu tiên là mọi người nên chọn là muối hột nha, cho nó không mặn. Muối hột, ớt. Mùi cho vô mùa giả, một lượng vừa đủ mọi người ăn. Tí nữa có một cái công thức bí mật phía sau nữa, này là mình giả trước vậy thôi. Giả muối thì có gì đâu mà khác, muối thì cũng giả rồi, bỏ đường, bỏ ngọt vô. Ý là bỏ đường, bỏ ngọt bình thường rồi, ý là còn cái sốt phía sau nữa. Cho muối, cho đường, cho bột ngọt vô mọi người giả. Ủa muối ớt mà có gì sốt nữa đây? Có làm sốt rồi, mình làm nước chấm nó hợp mà. Rất là hợp luôn. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ giả ra. Để dập đó hả? Muối hộp mới được, chứ muối kia không được. Rồi, sau khi mọi người giả ớt xong, mọi người sẽ để đó. Mọi người sẽ bắt đầu một cái dạo, cái chảo nè. Để đây. Mọi người có tôm khô á, mọi người chuẩn bị tôm khô. Tôm khô nữa hả? Tôm khô. Cái gì vậy? Đây, tôm khô mọi người sẽ băm ra, hoặc là giả ra tùy mọi người. Băm ra hả? Băm ra.
Tôm mắc tiền lắm á nha, không rẻ đâu nha. Tôm mắc tiền. Các bạn này hay có bao nhiêu tiền á? Biết tôi đố không, tôm này ở đâu có này? Biết đâu? Trộn. Trộn. Này chắc giả quá ta. Chắc giả hay bấm được. Bấm bấm nó không ra mà. Không bấm thì giả bỏ cái túi giả. Giả đi chứ không bấm nó không ra mà. Rồi sau khi giã nát, chúng ta sẽ bắt đầu bật lửa vào phi lên. Ok, mọi người bỏ tôm vô, mọi người xào. Rồi ok, mọi người sẽ cho hành lá vô. Mọi người có nhiều hành lá thì cho càng nhiều càng tốt. Cho càng nhiều càng tốt. Rồi xào lên. Ok, ok, tắt lửa. Rồi, mọi người sẽ đổ trực tiếp vô trong muối luôn. Nó thơm dữ vậy. Thật rất là hợp luôn. Đảo nè, mọi người đảo nè. Cho nó sợt 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 lên. Dầu quá. Sau đảo đều lên. Rồi mọi người sẽ chờ cho chuối chín. À, sau khi chuối chín nó sẽ nứt ra nè mọi người. Chuối chín là nứt nè. Đục ra. Và đẹp. Ngon. Hợp khẩu vị đó mọi người. Ai da, nóng quá. Cái gì chuối, ui thơm dữ ta. Chà. À, ăn này ăn được không? Người để cho ngon. À dạ. Mọi người ăn thử. Muối này chấm với chuối luộc rất là hợp. Nhìn cứ tưởng là tép mỡ, thực tế nó là tôm. Ừ. Mà tính ra một cái chén muối này đâu phải rẻ tiền đâu. Ừ. Tôm nó là tôm mà tôm ấy ông không bao nhiêu tiền, nhưng mà gọi là tôm này là tôm khô tiền mắc bà cố luôn. Chuối dẻo không? Ừ. Ê ngon mà. Thì ngon mà. Thử ăn không ha. Ừ. Ngon mà. Ngon. Tôi nghĩ là hồi đó giờ cứ nghĩ là ăn chuối luộc là chuối sáp hoặc là chuối sứ. Đúng rồi. Chứ ba chuối đâu ai luộc, như sữa luộc ăn ngon lắm. Cho muối đúng không? Giờ với muối nó thì nó ngon nhất nách rồi. Nó có mặn không ta? Không. Mọi người nên cho, nếu mọi người nhà ăn á, mọi người nên cho nhiều hành, hành lá cho càng nhiều càng tốt. Tôm được không? Tôm càng nhiều càng tốt. Để cho nó hãm cái vị mặn lại. Ừ, hợp đúng không? Hợp rất là nhiều luôn. Cái này mọi người chấm chuối sáp chuối dũng được hết. Này là cái muối chấm muối riêng, muối này muối riêng dành cho chấm chuối luộc. Ê mà sao nó hạp lắm nha. Ừ. Thiệt. Ừ. Ngon lắm. Hình như nó ngon nhờ tôm với hành phi á. Đúng rồi. Còn muối thì bình thường ở đâu. Đúng rồi. Phải nhiều hành tí xíu. Tôm có nhiều thì bỏ nhiều. À, tôi nghĩ tôi nói xin ý kiến nè. Tôm thứ nhất, một là mình giả nhuyễn ra, hai nữa mình băm nhuyễn xíu. Ừ. Tôm này bự quá, phí. Tụt nó nhất nách, luộc nó ổn nhất rồi. Nó hợp, cần gì phải để chín. Luộc ăn nó ngon nhất nách thôi luôn á, quá tuyệt vời cho anh luôn. Nhưng mà mình luộc nó, nghe nói là luộc nó không có chất bằng chín. Ăn nó ngon miệng thôi. Ừ. Ừ. Tôi nói ông á là kiểu này là bây giờ mà từ nay là cái những cái bùn chuối mà kiểu mà người ta trồng á. Ừ. Mà nó chưa có già mấy á, mà chưa cái dịp mà cắt á. Ừ. Chắc chắn là mất gì đâu á. Ừ, mất từ nãy tôi ăn từ từ thôi chứ cắt hết một buồng mà không hết nổi đâu. Thì mình cứ lâu mình gắt một nhánh. Ừ. Ăn mà ngon lắm. Đó, chia sẻ mọi người đây. Ừ. Là công thức là muối chấm chuối luộc. Và chuối luộc nào cũng được hết, miễn sao chuối đó mọi người ăn được là mọi người mang đi mọi người luộc thôi. Ê, vậy ông chấm mì luộc được không? Được luôn. Mà sao nghĩ mì luộc không bằng này đâu. Ok, nhớ đăng ký bật chuông nha, hẹn gặp lại tất cả clip sau. Quá tuyệt vời luôn mọi người. Tuyệt vời, cứ cả tuyệt vời luôn.